Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Làng Lá Thức Tỉnh nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nào nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này chỉ có một hình thức nạp duy nhất thôi nha các bạn, là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của Google Play các bạn. Thì đối với hình thức nạp này thì nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất, và về phần ưu điểm các bạn, thì khi nạp và thất nạp trực tiếp qua Google Play hoặc là App Store thì nó sẽ bị tính thuế rất là cao nha các bạn, và các bạn sẽ không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Nhưng mà riêng đối với cái tựa game này nha các bạn, thì các bạn vẫn sẽ nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành nha các bạn, tại vì cái tựa game này không có cái mip nạp đó các bạn. Hiện tại nó chưa có như bạn, sau này có thì mình sẽ tiến hành cập nhật ở trên ở dưới phần mô tả nha các bạn. Nhưng mà song song đó thì tựa game này nó vẫn sẽ có một số ưu điểm, như là các bạn có thể nạp cực kỳ dễ dàng luôn đó các bạn. Khi mà các bạn nạp bằng trực tiếp nó thì bạn có thể nạp bằng thẻ chính của SIM điện thoại của các bạn. À, được luôn nha các bạn chỉ cần, đây là cách nút lực các bạn chỉ cần mua cái thẻ điện thoại như là bạn đang xài Viettel, Mobi, Vina từ Nam Mobile các bạn, thì bạn mua cái đó nè vào SIM của bạn, tờ chính của điện SIM này của bạn, và bạn tiến hành liên kết với Google Store tiến hành nạp thôi nha các bạn. Thì tôi cái này vẫn có phần quà nạp đầu nha các bạn. Đây bạn, đây là phần quà nạp đầu. Thì khi các bạn nạp đầu bất kỳ thì các bạn sẽ nhận được là một tướng Uchiha Itachi nha các bạn. Đây là con tướng nè bạn, tập 3 sao phẩm chất S nha các bạn. Kèm đó nữa là 200k su đồng. Kế tiếp nữa là khung avatar nạp đầu, số lượng 1, Gamen niềm vui, số lượng 1 và 50 bánh bao nhỏ, số lượng là 50 nha các bạn. Hiện nay bạn nạp 10.000 vẫn sẽ nhận được nha các bạn. Còn nếu như bạn nào có điều kiện hơn thì các bạn có thể nạp gói cao hơn là tích nạp nguyên bảo 100k các bạn. Thì xin bạn sẽ nhận được gói hào quang là tích nạp nha các bạn. Nếu như bạn nạp mà thì bạn tích nạp càng cao thì nhận được hết tất cả luôn nha các bạn. Ví dụ như nạp 100k thì các bạn sẽ nhận thêm cái gói này là nạp bất kỳ nữa bạn. Thêm cái gói này đó nha bạn. Thì gói này khi bạn tích nạp nguyên bảo 100k thì sẽ nhận được 1 mờ su đồng, 2 tinh thạch tăng sao, 10 phát khiếp rút thẻ nguyên bảo và 10 cái bánh bao lớn. Còn bạn có điều kiện hơn thì có thể tích nạp nguyên bảo 300k thì có thể sẽ nhận được thêm su đồng 1 mờ, gói ninja cao cấp 1, 10 cái su tế luyện, 1 cái gương trang bị tím, 20 bánh bao lớn. Nếu như có điều kiện hơn nữa thì bạn sẽ nạp hơn 500k thì bạn sẽ nhận ngay được là 2 mờ su đồng, 50 mảnh vàng nâng cấp S, 1 cái gương tự chọn trang bị tím, 1 cái ngọc ninja trung cấp, 50 bánh bao lớn. Nếu như bạn nào nạp 500 đồng thì bạn sẽ nhận hết tất cả 4 gói nha bạn. À, nó sẽ bao gồm gói 500k này, gói 300k này, gói 100k nữa nha bạn. Và cái gói đầu này, gói nạp đầu số tiền bất kỳ nha các bạn. Ok, giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp. Các bạn có thể nhấn vào một nạp thẻ ở đây nha bạn. Thì các bạn có thể nạp bằng những thứ sau. Thứ nhất là kẹt nha bạn. Thứ hai là banh, tức là tài khoản ngân hàng, bạn chỉ phải ngân hàng. Thứ ba là Momo. Chỉ có ba thức đó thôi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn từng phương thức. Đầu tiên là các bạn hướng dẫn cho bạn nạp bằng kẹt đó các bạn. Thì đối với phương này thì các bạn tiến hành chọn cho mình các thẻ, ví dụ như thẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone. Thẻ này, thẻ điện thoại thì mua giờ thì mua dễ dàng lắm bạn, chứ không như thẻ game đó bạn. Thẻ game thì mua hơi khó thôi, nhưng mà thẻ điện thoại mua cực kỳ dễ luôn, mình thấy ở đâu cũng có bán hết đó các bạn. Thì các bạn tiến hành chọn cái thẻ cào mà bạn muốn mua rồi các bạn nạp á đó. Đó thì các bạn tiến hành chọn cái mệnh giá, nhập cái mã thẻ cào và nhập sơ ghi. Mã thẻ cào á là cái phần mà các bạn cào nha các bạn, còn sơ ghi là những cái vạch 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 cái số vạch 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 á,
Đó thì các bạn nhấn vào nạp thẻ, các bạn lưu ý là chọn đúng cái mệnh giá thẻ nha bạn, chọn sai thì nó xử lý lâu lắm các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý là đối với thước nạp này thì nó sẽ không có khuyến mãi nha các bạn. Thì để xem khuyến mãi thì bạn xem bên đây nha bạn, như banh này đó bạn, nó cộng 20 tức là khuyến mãi 20 nha bạn, Momo được khuyến mãi 15 nha bạn. Cái tiếp nữa là hướng dẫn cho bạn nạp bằng banh nha bạn. Thì đối với thứ này thì các bạn sẽ nhận thêm 20% độ khuyến mãi 20% này. Ví dụ như bạn nạp 100 ngàn thì sẽ nhận được 120 nha các bạn, là được khuyến mãi 20 các bạn. Thì các bạn dùng bất kỳ ngân hàng ví điện tử nào á các bạn chuyển khoản đến cái số tài khoản này, chủ tài khoản này, và các bạn nhớ là ghi nội dung chuyển khoản như thế này nhé bạn, ngân hàng là Vietcombank. Các bạn lưu ý là nội dung chuyển tiền là bắt buộc nhé bạn, nếu sai hoặc không ghi thì hệ thống sẽ không giải quyết, và các bạn tuyệt đối không rút tiền từ Momo về bank thì hệ thống sẽ không thể duyệt được nha các bạn. Thì cái nội dung này mỗi cái tài khoản sẽ có một cái nội dung riêng, các bạn lưu ý nha các bạn, khi chuyển khoản đến cái số tài khoản này thì bạn nhớ ghi nội dung mà nó hiện thị ở trên màn hình của các bạn chứ không phải trên màn hình mình nha các bạn. Nếu bạn mà nạp trên màn hình của mình là bạn nạp vô cho mình á, hình thức này thì nó được mã 20% này. Cuối cùng là phương thức nạp bằng ví điện tử Momo, thì phương thức này nó sẽ được khuyến mãi thêm là 15%. Thì này thì chỉ có nạp bằng kẹt và khuyến mãi thôi các bạn, khuyến mãi 15% nó thì nó cũng hơi ít, nên là khuyên các bạn là nên nạp bằng banh nha bạn. Nạp banh thì nó được khuyến mãi 20% nhiều nhất trong ba loại nạp các bạn. Thì các bạn sử dụng ví điện tử Momo chuyển tiền đến số tài khoản ở đây nha bạn, tên là Nguyễn Bé luôn, và các bạn lưu ý là nhớ ghi nội dung chuyển khoản. Các bạn lưu ý là nội dung chuyển tiền là bắt buộc nhé bạn, nếu sai hoặc không ghi thì hệ thống sẽ không giải quyết, nếu quá 5 phút mà chưa có phản hồi vui lòng liên hệ fanpage nha các bạn. Tại vì cái nội dung chuyển tiền là bắt buộc, mỗi cái tài khoản sẽ có một cái nội dung khác nhau, các bạn nhớ ghi lên để phân biệt tài khoản nha bạn. Sau khi bạn nạp rồi thì nó sẽ được cộng thẳng vào ghi nha bạn, các bạn có thể xem lịch sử giao dịch tại đây. Thì nó sẽ cộng vô đây hết nha bạn. Nó về lát thì sao mà nó không hiện phương thanh toán của Google Play lên ta? Thế thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game này. Thì để hiệu quả hơn về tựa game này, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá và tự mình nạp các bạn. Thì chúc các bạn nạp thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu như các bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn bè cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.